Ủa nhưng mà cái tên Nam Em thì có vẻ phụ nữ, còn tại sao em là con gái mà đặt là Nam Anh vậy cưng? Nam Anh là nghĩa danh của em. Tên thật là Nam Chị. Hoàng Nam Chị. Hoàng Nam Chị. Em không có biết cái câu chuyện này có phải là giới quan thứ 6 hay không, nhưng mà em cứ thử kể đại đi. Tuổi thơ mà bà Nam em giữ heo, em tranh thủ trong giờ giữ heo thì em đi câu cá. Tự nhiên em đang câu cá thì em có một cái linh cảm gì đó nó sâu sâu. Em biết vụ gì rồi đó. Có phải là cái lúc đó là cái lúc mà cái giọng nó tét làm đồ. Chắc tôi nhớ tôi nhớ. Nó là như vậy đó. Có nghĩa là đắng, ở dưới cái giọng là cái bậc bê tông. Có nghĩa là chuồng heo là xây bê tông á. Thì em rất đập đầu xuống cái bê tông. Đập đầu xuống sàn mà hai chân em còn treo. Thấy cái hình đó. Em nghĩ là ảnh là một người đàn ông sẽ hơi trưởng thành, chững chạc. Nhưng mà ảnh sẽ không theo đẹp theo kiểu điển trai. Có thể là mắt sẽ hai mí, mũi sẽ hơi thấp một chút, miệng thì hơi bự. Mặt thì da sẽ không đẹp lắm. Em bắt đầu thấy sợ sợ Nam Em rồi đó. Em thấy được tới đó luôn hả? Em cảm được khuôn mặt luôn mà. Anh Trinh vừa thì vậy đó, anh đầu tiên mà. Trời ơi, tội nghiệp cho đổi cái tay đi, mỏi lắm rồi. Còn anh số một thôi không bàn đâu. Tại vì nãy anh nó không có thích phụ nữ nói nhiều. Đây không phải là chương trình hẹn hò cho nên em cũng đừng có quan tâm lắm nha. Cái anh này hình như làm giáo viên thì phải. Cái phong thái y như là giáo viên theo kiểu qua thầy tới nghề, giáo qua mưa tới nghề vậy rồi. Đó. Không đâu, không phải giáo viên đâu. Tại vì giáo viên hoạt ngôn rất là tốt mà anh này lúc nãy nói rất bị rung. Thầy giáo có biết diễn đâu mà không rơi. Hai đứa ơi, cái nghề là dòng sao. Ý em nói nhan sắc là giống thầy giáo theo kiểu đẹp theo kiểu thánh thiện á. Mai tài phến ha. Xin mời mở bức màn. Quá lịch lãm luôn. Hé lộ. Và bức này